Tối vậy trời. Ô ông gì mà giờ này tối thui vậy? Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây. Bắt bịch cái ngay ngày đẹp. Dạ nó bắt cái này. Dạ nó còn lịch. Mà nó có mất không? Xả lịch ít đấy luôn. Các bạn chào 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 đấy á. Chào lên. Chào lên đấy, chào lên đấy. Em sao trèo lên được trời? Đấy, chào lên đấy. Anh cắt mấy cái cành nè, mấy cành cây á, nó phất cái ổ ong không thấy à. Tại đây mình bỏ đến đâu á. Bỏ đến đâu mà rửa đến đâu cạnh. Ôi xe ra, xe ra, xe ra. Em à. Thấy gì không? Anh từ từ nha, em xuống cái đó. Được rồi, được rồi. Có mệt đây. Muốn khỏi thêm phạt nữa. Được rồi. Không bay ra luôn hả? Không. Ồ, nó lì. Mệt lại nhớ khỏi đồ cũng hết rồi. Sao bỏ cô ngại xuống. Cao cho anh bay đây nữa. Cao đó. Không có mặt đâu. Phải cho người ẩn với. Cái chưa lộ. Đầu nghe mắt luôn. Hiếp. Mệt hơi ít. Tao quay cần anh. Anh nó đậu tay em luôn có sao mày. Không, không, không. Có thể lô mệt không? Có. Anh đã im nè. Em mới lấy được. Có thấy mặt đâu ta? Thì em lô mệt á. Dạ rồi. Chà. Cắt cái tan bỏ lại là không nào. Ồ, ghim lên hả? Cầm không? Ồ, cái này ăn cũng ngon mà. Ồ, đừng ăn. Da con da nó anh dữ lắm. Anh chấm u dễ về. Ờ, anh cắt xác rứa. Rồi bỏ cái mật lại đối hành cho hành hành lên hết á. Ừ. Cắt nhân nó bỏ mật. Ừ. Đi đi. Để cho có trứng. Cái kiểu nó mới gì? Cái này ông chúa này, ông chúa đang nằm đây này. Ừ. Ông chúa đâu? Đâu cho có ông chúa. Có ông chúa đây đang để là sao nó xả ra ông chúa. Con không, để nó. Nó ba bộ nội đây. Đã im hay lấy nét chưa được. Nhưng mà ông chú à. Mà còn đi ra ông đực. Còn có ông đực này. Ông cái này là ông thợ. Ừ. Ủa rồi ghim anh lại ha. Em anh ngắm là bò lên. Ủa ghim dưới thấp này nó có đậu không? Trời ơi, ông nó rớt xuống nè. Ôi, nó chích em. Đi vô đi, vô đi, vô đi.